Dàn sao vượt ngục sau 17 năm, Wentworth Miller công khai đồng tính, Robert Knepper bê bối đời tư. Phát hành năm 2005, Vượt ngục Prison Break là series phim truyền hình kể về hành trình vượt ngục của hai anh em Lincoln Burrows và Michael Scofield, kéo dài 5 mùa, nhưng đến mùa cuối lại bị đình trệ nhiều năm bởi nhiều lý do. Vậy sau 17 năm, dàn sao vượt ngục giờ ra sao? Wentworth Miller và ai Michael Scofield? Sau vai diễn kỹ sư thiên tài Michael Scofield, Wentworth Miller nhận đề cử quả cầu vàng cho hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất ở thể loại phim truyền hình. Với ngoại hình điển trai, anh từng lọt top 100 người đẹp nhất thế giới do tạp chí People bình chọn. Vượt ngục đồng thời đã mở ra cho nam diễn viên nhiều cơ hội tham gia các bom tấn như Resident Evil, Afterlife, The Lock. Đến năm 2013, anh tự hào công khai bản thân là người đồng tính, mặc cho chuyện đó sẽ khiến sự nghiệp của anh tụt dốc. Năm 2020, tài tử tuyên bố từ chối đóng góc vai trai thẳng và không tham gia phần thứ 6 của Vượt ngục nếu phim được sản xuất. Đến tháng 7 năm 2021, anh chọn gác lại mọi thứ để điều trị bệnh tâm lý. Hiện tại, anh không còn xuất hiện nhiều trên truyền thông cũng như mạng xã hội. Dominic Purcell, vai Lincoln Burrows. Dominic Purcell trong phim vào vai Lincoln Burrows, anh trai của Michael Scofield, là người sống ngoài vòng pháp luật nhưng lại rất yêu thương gia đình. Lincoln không may bị một tổ chức bí mật vu oan và phải nhận mức án cao nhất. Sau thành công của Vượt ngục, Dominic Purcell tiếp tục theo đuổi sự nghiệp đóng phim nhưng không gặt hái được thành công lớn. Năm 2015, tuy mắc bệnh về da nhưng anh vẫn miệt mài tham gia diễn xuất. Giữa năm 2021, Dominic trở lại màn ảnh với vai phản diện trong tác phẩm Blood Red Sky trên Netflix. Marshall Oldman, vai LG. Marshall Oldman đóng vai LG, con trai của Lincoln. Cậu cũng bị một tổ chức đổ oan và buộc phải tìm cách sinh tồn giữa sự truy bắt của cảnh sát lẫn thế lực ngầm. Sau Vượt ngục, nam diễn viên vẫn tham gia nhiều dự án phim truyền hình thành công như True Blood, Humans, nhưng khó lòng vượt qua cái bóng quá lớn của LG. Những năm gần đây, Oldman không còn đi diễn nhiều mà tập trung chăm sóc vợ và hai cô con gái. Amory Nolasco, vai Spray. Nam diễn viên sinh năm 1970 đóng vai Spray, một người ở chung buồng với Michael Scofield. Sơ ban đầu là người đã đồng ý tham gia kế hoạch tẩu thoát của Michael, nhưng sau đó lại trở thành người bạn hỗ trợ đắc lực cho anh em Michael. Dù từng góp mặt trong bom tấn Transformers và A Good Day to diễn hát, nhưng rõ ràng Sơ vẫn là vai diễn ấn tượng nhất sự nghiệp của Amory Nolasco. Về sau, anh chủ yếu góp mặt trong các phim truyền hình, tuy nhiên mọi thứ vẫn mờ nhạt. Robert Knepper, vai T.B.A.G. TBAG do diễn viên Robert Knepper đảm nhận là một gã xấu xa, gia xảo ở chung buồng với anh em Michael. Nhân vật này tạo ấn tượng mạnh với sự tinh danh và để đạt mục đích, hắn có thể làm mọi thứ. Sau vai diễn TBAG để đời, Robert Knepper tỏa sáng khi tham gia Hitman, Homeland, Transporter 3, Twin Peaks năm 2017. Anh vướng phải bê bối đời tư khiến sự nghiệp tụt dốc không phanh. Sarah Wayne-Cutley, vai bác sĩ Sarah. Sarah Wayne-Cutley và vai bác sĩ Sarah tại nơi giam hai anh em Michael. Sarah phải lòng Michael và bắt đầu giúp đỡ anh thực hiện kế hoạch tẩu thoát. Tuy nhiên, quyết định này đã đẩy cô vào bi kịch phải trốn chạy như anh em Michael. Sau bộ phim đình đám, Sarah Wayne-Cutley vẫn gặt hái thành công trong series The Walking Dead hay Whisper, Black Gold. Thế sau dĩ nhiên, các vai diễn này vẫn không đủ sức xóa đi cái bóng của vai Sarah. Ở tuổi 45, nữ diễn viên không còn tham gia nhiều phim mà chỉ tập trung vun vén gia đình nhỏ bên chồng võ sư và hai con. Nhìn chung, trà vinh series Vượt ngục đã mang lại cho dàn diễn viên danh tiếng, tiền bạc nhưng cũng chính cái bóng quá lớn đó đã chế lấp đi sự nghiệp của họ. Bằng chứng là hậu Vượt ngục, các ngôi sao đều miệt mài đóng phim nhưng mãi vẫn chưa ghi đậm dấu ấn. Về cuộc sống cá nhân, có người viên mãn, cũng có người còn khá lận đận. Nếu bạn cần tìm kiếm dữ liệu phim và đọc review bình luận, thì Thư viện phim Đan Wiki chắc chắn là nơi dành cho bạn.